Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại công viên Thu Pha Thợp, một trong công viên rất là nổi tiếng ở Mục Đa Hãn, Thái Lan. Chỉ cần 6 tiếng di chuyển bằng ô tô thì đoàn chúng tôi đã có mặt tại Mục Đa Hãn. Đây có thể nói là một trong những điều kiện rất thuận lợi để phát triển tour du lịch ngày ăn cơm ba nước. Từ hơn 10 năm trước, tour du lịch một ngày ăn cơm ba nước xuất phát từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đi qua các tỉnh của hai nước Lào, Thái Lan đã được thực hiện. Trải nghiệm một ngày ăn cơm ba nước là một hành trình thú vị với du khách khi được khám phá nhiều địa danh nổi tiếng ở Savannakhet, Lào, Mục Đa Hãn, Thái Lan. Tham quan giữa du lịch giữa Quảng Trị và Mục Đa Hãn rất là thuận lợi. Buổi sáng tôi có thể có mặt ăn sáng ở Quảng Trị, nhưng mà buổi chiều là tôi đã đặt chân đến Mục Đa Hãn rồi. Và trên tuyến đường này thì tôi thấy có nhiều đoạn điểm tham quan rất là thú vị và rất là thu hút khách du lịch. Việc hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Quảng Trị qua Lào với các tỉnh lân cận vùng Đông Bắc Thái Lan sẽ tạo ra một thị trường du lịch dịch vụ hội nhập đầy tiềm năng. Ngoài khách du lịch Thái Lan, Lào, tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và một số tỉnh nước bạn Lào có rất đông bà con Việt kiều sinh sống. Nhu cầu của kiều bào hồi hương tham quan du lịch kết hợp tìm kiếm cơ hội đầu tư là rất lớn. Đây cũng là một trong những thị trường tiềm năng để các doanh nghiệp du lịch Quảng Trị và Thái Lan có thể kết hợp khai thác, phát triển tour du lịch theo hướng một ngày ăn cơm ba nước. Tôi nghĩ rằng cần có sự lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền các tỉnh và các sở ban ngành liên quan của ba tỉnh, đặc biệt để phát triển nữa vấn đề du lịch trong thời gian tới. Tôi nghĩ các tour tuyến của ba tỉnh Mục Đa Hãn, Savannakhet, Quảng Trị sẽ cùng liên kết với nhau để có phương án phát triển du lịch. Từ năm 2011 đến 2018, mỗi năm trung bình Quảng Trị đón trên 1 triệu lượt khách du lịch qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Những năm trở lại đây, vì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên hoạt động kết nối phát triển du lịch giữa Quảng Trị và Savannakhet và Mục Đa Hãn chững lại. Với quyết tâm cùng nhau biến hành lang kinh tế Đông Tây trở thành hành lang kinh tế, thương mại, du lịch dịch vụ và văn hóa độc đáo, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Mục Đa Hãn đã tích cực tổ chức các hoạt động nhằm phát triển lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, để du lịch ba tỉnh phát triển hơn nữa, cần phải giải quyết những vấn đề đang gặp phải, những khó khăn vướng mắc. Những kết quả đạt được về lĩnh vực du lịch trong thời gian qua giữa ba tỉnh nói chung và giữa tỉnh Mục Đa Hãn và Quảng Trị nói riêng. Về du lịch, Quảng Trị, Mục Đa Hãn có những nét tương đồng. Tôi đề nghị hai tỉnh chúng ta sẽ phát triển những nét tương đồng này. Còn những cái nét chưa tương xứng nhau thì chúng tôi đề nghị chúng ta sẽ thảo luận, trao đổi đoàn để cùng tìm ra phương án phát triển cho ngành nghề du lịch trên cái tuyến hành lang kinh tế Đông Tây này. Chúng tôi cũng đã kết nối với tập trung vào các cái hãng lữ hành để đưa các cái tuyến, các cái điểm và các cái sản phẩm du lịch đến với các cái bàn của Lào và Thái Lan. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu với ban tỉnh để triển khai mình vào các cái thị trường này để làm thế nào đó để có thể thu hút được cái lượng khách nằm khai thác hiệu quả cái du lịch trên cái tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, điều kiện thuận lợi phát triển du lịch và đặc biệt là tăng cường hợp tác giữa Quảng Trị, Savannakhet và Mục Đa Hãn trong thời gian tới sẽ đem đến hiệu quả cao hơn nữa trên lĩnh vực du lịch. Trong đó, ba tỉnh tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng của một số tour du lịch truyền thống như một ngày ăn cơm ba nước để khôi phục lại lượng khách từ Thái Lan qua Lào, Quảng Trị và ngược lại.